Wow, căn nhà này ngõ sạch sẽ chị nhỉ? Đây còn có mái mái này thì mưa nắng thì không không bao giờ dính cái cửa nhà mình rồi đúng không ạ? Ừ. Nhà này bao tiền đấy chị? Nhà này hơn 3 tỷ. Nhà này nằm ở khu vực trung tâm ở Bồ Lao. Đây, đường thì em thấy này. Đường ngõ trước nhà đây vô cùng là sạch. Ừ, sạch. Được cái là sân này thì trong cái ngõ đi chung này có 3 nhà thôi. Thì lại có cái cổng ra vào đây nên là tối xe toàn để bên ngoài hết, có Ừ, cổng khóa. để đây thoải mái. Ra đây có cửa kéo đấy đẩy đúng không? À, cửa lấy đẩy. Lại còn gần đường ô tô nữa. Ừ. Cách đường ô tô bao xa chị? Cách đường ô tô chắc tầm khoảng 100 m ra đến đường ô tô. Ô, căn Căn này hình như căn góc hay sao đằng sau này không có để trống nè. này thì nhà bên cạnh ấy, người ta xây kiên cố rồi. Hiện tại là người ta đang làm đất vườn thì nhà mình sẽ được thoáng. Vâng. Còn tương lai thì không biết. Căn này thì được cái là mặt tiền của nó tương đối là rộng. Căn này mặt tiền của nó là 6m46. Hướng thì là hướng Tây Nam. Mặt tiền rộng như thế này, diện tích thì được 32,22 m², gần được 33 m². Đây, mặt tiền thì siêu rộng. Vâng. Em quay này, sân thì lúc nào cũng sạch sẽ luôn. Từ chỗ cái xe đạp này đến đến đâu nhỉ? Từ đến xe đạp này đến cái mép kia. À đây, Đấy, ok. tới tận mép cửa đấy luôn. Vâng. Mặt tiền vô cùng là rộng. Mặt tiền rộng này ở nhà thích lắm, nó vô cùng là thoáng luôn. Bên ngoài thì hai lớp cửa này, cửa sắt này, bên trong thì lại có cửa nhôm kính nữa. Ừ. Cổng thì cổng chung nhưng mà nhà mình là ở đầu ngoài nên là cũng 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 ổn đấy chứ nhỉ? Ừ, căn mình là bên ngoài chứ không phải là căn cuối, mà Vâng. cạnh nhà mình đây là em nhìn này, cạnh nhà mình cái đoạn này sân nó đi vào rất là rộng cho nên mình có thể để xe máy ở rẽ này luôn, Ừ, để rẽ hai nhà mình luôn. cái vẫn có sân chơi. Đúng rồi, để được hai cái xe máy đấy. Đây, đây là không gian phía tầng 1 này. Nhà này thì hiện tại gia chủ đã chuyển đi rồi. Tại vì lúc trước mua thì ở cũng rất là thích nhưng mà do chuyển công tác nên ra là đi làm xa quá nên bắt buộc phải bán. Căn này thì mặt tiền rộng thì thiết kế cửa ra vào một cái thì là không gian của phòng khách. Bên cạnh đây thì là không gian của phòng bếp. Rồi, sofa chủ nhà kê quả ác nha. Sofa này là dành tặng cho toàn bộ anh chị và các bạn mua căn nhà này về. Tại vì gia chủ hiện tại đã chuyển đi rồi. Có những cái đồ gì mà để lại trong nhà đây là để cho khách hết. Quạt trần. Ai và quạt trần này thì thôi rồi này. Cánh này mà quay vào thì lắc kinh lắm. Đây là không gian tủ bếp này. Tủ bếp đây thì là tủ gỗ này. Tủ lạnh này cũng để lại cho anh chị và các bạn mua này. Đấy. Nhìn thấy không? Không gian Ừ. thoáng. Cũng rộng thoáng anh Lại nhỉ. gần trung tâm. Căn này thì nó nằm ở khu vực Thanh Bình thuộc về phường Mố Nao. Bây giờ em theo chị lên phía tầng 2 để quay nhé. Vâng. Tủ bếp này cũng tủ gỗ đấy chứ. Tủ gỗ đấy. Đây này, phía sau cái cầu thang cũng có cái cửa sổ thoáng này. Cái đấy là làm bằng kính để Ừ, chỗ lấy ánh này sáng thôi. lấy ánh sáng được. Bình thường ban ngày mà không bật điện thì căn này tương đối là sáng. Đây, phía tầng 2 đây thì thiết kế là tầng một phòng vệ sinh khép kín. Đây, đây là không gian của phòng ngủ này. Phòng ngủ thì hiện tại cũng có tủ này, giường này. Đây, bàn. Rồi kệ để tivi. Phòng ngủ rộng nhỉ. Phòng ngủ này tương đối rộng tại vì diện tích của nó là gần 33 m² mà để có tầng một phòng thôi thì nó rộng mà lại thoáng. Mặt tiền rộng lên là để hẳn hai cửa sổ luôn. Cửa sổ bên này, cửa sổ phía nhà vệ sinh này có cửa sổ. Em quay qua phía nhà vệ Nội thất sinh. này vẫn còn đẹp chát nhỉ. Nói chung là đồ này về mình vẫn có thể dùng được. Tủ rồi Vâng. tủ đựng quần áo này cũng vẫn còn khá là ok. Cho nên là nếu mà mua về là gần như là nhà này mình xách đồ là về có thể ở được ngay. Trong phòng thì có cả điều hòa. Chủ mới về có điều kiện thay bộ thiết bị vệ sinh là đẹp lắm. Ừ, cái thiết bị vệ sinh đấy thì nhìn nó hơi xấu tí tại vì dùng lâu nhìn nó ố màu. Về nếu mà không thích thì lắp bộ mới cũng rẻ thôi Điều mà. hòa nó cũng tặng luôn đúng không chị? Ừ, điều hòa đấy cũng tặng. Cầu thang tầng nào cũng tận dụng được cái ô cửa sáng này chị nhỉ? Ừ, anh ấy tính lắp cái đấy vào để cho bình thường nếu mất điện thì nhà nó cũng không bị tối. Vâng. Trên phía tầng 3 đây thì trước là có nhiều cháu nhỏ nên là chia tầng 2 phòng để chia được cho các bé. Đây này, nhà vệ sinh thì nằm ở ngay phía cầu thang lên xuống. Trong thiết kế thì hai phòng thì bên đấy phòng bên đấy thì nhỏ hơn. Đúng rồi. Đây nhà vệ sinh đây.
được cái mặt tiền rộng cho nên là chia hai phòng, nhưng mà phòng nào cũng có cửa sổ cho nên nhìn nó cũng không bị bí nhà. Bình nóng lạnh để lại luôn đúng không? Để lại hết mà. Đây, đây là phòng ngủ phía trong. Phòng này thì rộng hơn phòng kia. Ừ. Đấy, phòng nào có điều hòa luôn. Phòng này kê đồ vẫn ổn đấy chứ nhỉ? Phòng này kê đồ vẫn là khá ok. Ừ. Có phòng kia bên cạnh thì dành cho một bé gái xinh xinh là vừa phải. Đấy. Phòng nào cũng có điều hòa. Phòng nào cũng có điều hòa luôn. Đây, chủ nhà còn sử dụng vẫn dán nguyên cái. Tại vì anh ấy sợ bẩn nên là anh ấy che cái đấy. Bảo quản cho nó sạch, nó khỏi bụi bẩn. Trên tầng 4 thì thiết kế phòng thờ sân phơi. Để em lên trên tầng 4 để quay lốt cho khách xem. Cầu thang này sắt đấy chứ, tay nằm gỗ nhỉ? Ừ, cầu thang bằng sắt, nó dày này. Đây là phía tầng 4 này. Phía tầng 4 đây thì có thiết kế giếng trời này. Đấy, em thấy không? Cái giếng trời này cực kỳ là sáng luôn. Ừ, rộng mà, cái giếng trời này rộng. Bên cạnh đây thì đi lên thì chỗ để máy giặt này. Tặng luôn cả chiếc máy giặt này. Đấy. Vẫn còn dùng tốt nhỉ? Toàn bộ là ống thoát nước đều được lát nền đá hoa rồi. Rất là ok, là hệ thống thoát nước. Còn đây là không gian của phòng thờ. Đấy. Phòng thờ thì cũng có cửa sổ, có rèm. Vừa hay xinh. Phía đằng trước đây thì là sân phơi này. Đấy. Sân phơi này thì quá thoáng luôn. Ừ, sân phơi rộng thật đấy. Này không bao giờ là lo là quần áo ẩm ướt không khô. Xung quanh thì được rào bằng sắt rồi, an toàn. An toàn quá này, không biết mở ra không nhỉ? Mở được chứ. Này trước chủ để cửa thoát hiểm đây này, đây này. Ở chỗ này có cửa thoát hiểm này. Nhà này thì diện tích là 33m2, 32,22m. Thiết kế là 4 tầng, mặt tiền của căn nhà là 6m46. Hướng thì là hướng Tây Nam. Gia chủ thì đang nhờ giao bán trên 3 tỷ. Có thương lượng cho khách thiện chí và có hỗ trợ ngân hàng. Mà lại làm trung tâm của khu vực Mố Lao. Em có khách thì cứ đưa khách qua xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.